Thật không ngờ chủ nhà Trung Quốc lại đối xử tệ hại như thế này với Olympic Việt Nam, cả châu Á lên án. Khi đội tuyển Olympic Việt Nam đặt chân đến Hàng Châu Trung Quốc vào trưa 16 tháng 9, niềm hứng thú và sự mong chờ của người hâm mộ đang ở đỉnh điểm. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi đội tuyển phát hiện ra điều không ngờ từ phía chủ nhà. Sau một hành trình dài và mệt mỏi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho phép các học trò nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập chiều cùng ngày. Với thời tiết dễ chịu tại Hàng Châu, nhiệt độ giao động từ 23 đến 33 độ. Mọi thứ dường như đang thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên sự bất ngờ đến khi họ bước chân lên sân tập. Mặt sân không bằng phẳng, phần cỏ héo úa và trơ trụi đã khiến cho việc tập luyện trở nên khó khăn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ mà còn gây ra những chấn thương không đáng có. Một số cầu thủ đã bị đau cổ chân và phải tập riêng với bác sĩ. May mắn là những chấn thương này không quá nghiêm trọng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tỏ ra không hài lòng và đã báo cáo vụ việc lên bang tổ chức ASEAN 19. Điều đáng nói là trong khi Olympic Việt Nam phải chịu cảnh tập luyện trên một sân tập kém chất lượng, các đối thủ như Olympic Mông Cổ, Olympic Iran hay Olympic Ả Rập Xê Út lại được hưởng những điều kiện tốt nhất. Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng và cho biết sẽ tìm kiếm một sân tập mới cho đội tuyển. Điều này cho thấy sự quyết tâm và chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam trong việc đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Tuy nhiên, điều đáng lên án ở đây là sự thiếu chuyên nghiệp từ phía ban tổ chức ASEAN 19 và chủ nhà Trung Quốc. Theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, sân tập phải đáp ứng được các tiêu chuẩn tương đương với sân chính. Nhưng thực tế mà Olympic Việt Nam phải đối mặt là hoàn toàn trái ngược. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Đông Nam Á và châu Á. Tờ The Straits Times của Singapore đưa tin với tiêu đề Olympic Việt Nam phải chịu sân tập kém chất lượng, Trung Quốc đối xử không công bằng. Trong bài viết, họ chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức và chủ nhà Trung Quốc. Tờ The Jakarta Post của Indonesia cũng không giữ lời khi viết Chủ nhà ASEAN 19 đối xử không đẹp với Olympic Việt Nam làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của họ. Còn Nikkei Asian Review của Nhật Bản thậm chí còn đặt câu hỏi về sự công bằng trong việc bố trí sân tập cho các đội tuyển tham dự ASEAN 19. Họ viết, làm sao một đội tuyển có thể tập luyện hiệu quả trên một sân tập kém chất lượng như vậy? Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ mà còn là một sự thiếu tôn trọng đối với đội tuyển tham gia giải đấu. Ngoài ra, nhiều trang tin tức và diễn đàn bóng đá lớn khác như Goal.com, ESPN và Fox Sports Asia cũng đưa tin và bày tỏ sự bất bình trước việc chủ nhà Trung Quốc và ban tổ chức ASEAN 19 bố trí sân tập kém chất lượng cho Olympic Việt Nam. Sự việc sân tập kém chất lượng mà đội tuyển Olympic Việt Nam phải đối mặt tại ASIAD 19 không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông mà còn khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá châu Á nổi giận. Trên các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook và Instagram, hashtag Justice for Olympic Việt Nam và Respect on Teams nhanh chóng trở thành xu hướng hàng đầu. Người hâm mộ từ nhiều quốc gia khác nhau đã đồng lòng bày tỏ sự bất bình và yêu cầu ban tổ chức ASIAD 19 và chủ nhà Trung Quốc phải có những giải pháp cụ thể. Một tài khoản nổi tiếng từ Thái Lan viết: "Tất cả các đội tuyển đều xứng đáng được tôn trọng và có điều kiện tập luyện tốt nhất." Trong khi đó, một người hâm mộ từ Malaysia chia sẻ: "Chúng ta cần đứng vững trước sự thiếu tôn trọng này, hãy đoàn kết và yêu cầu công bằng cho tất cả các đội tuyển." Không chỉ có vậy, nhiều fanpage và liên đoàn bóng đá lớn ở châu Á cũng tổ chức các cuộc biểu tình trực tuyến, kêu gọi người hâm mộ ký tên vào các bản kiến nghị gửi đến liên đoàn bóng đá châu Á AFC và ban tổ chức ASEAN 19, yêu cầu họ phải xem xét lại và có những biện pháp khắc phục. Ngoài ra, một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa sân tập của Olympic Việt Nam và các đội tuyển khác. Điều này càng làm tăng thêm sự phẫn nộ trong lòng người hâm mộ châu Á. Sự việc này không chỉ làm dấy lên những tranh cãi trên mạng xã hội, mà còn khiến cho tình hình chính trị và thể thao giữa các nước châu Á trở nên căng thẳng. Chúng ta cùng chờ xem phản ứng của ban tổ chức ICS-19 và chủ nhà Trung Quốc trước những phản ứng mạnh mẽ này từ người hâm mộ châu Á. Sau buổi tập chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận gia quân gặp Olympic Mông Cổ vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần thép, và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người hâm mộ, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ vượt qua và mang về những chiến thắng đáng nhớ. Tham dự ASEAN 19 với lực lượng trẻ nhất trong lịch sử, nhưng tuyển Olympic Việt Nam vẫn có thể làm nên chuyện ở bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh. Chiều nay 16 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hàng Châu nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN 19. Ở giải đấu sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải đối đầu với những đối thủ khó nhằn như Iran hay Ả Rập Xê Út, nên khả năng đi tiếp được dự báo là không cao. Không chỉ rơi vào bảng đấu khó, tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 với lực lượng còn rất trẻ. Trong 22 cầu thủ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt lại, có tới 18 người ở độ tuổi 18 đến 20. Bốn cầu thủ trên 20 tuổi có Phan Tuấn Tài, thủ môn Quan Văn Chuẩn, sinh năm 2001, thủ môn Đỗ Sĩ Huy, sinh năm 1998 và tiền đạo nhâm Mạnh Dũng, sinh năm 2000. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận, ông muốn gọi nhiều cầu thủ lớn tuổi để có một đội tuyển thật cứng, nhưng trong thời điểm hiện tại, với mục tiêu cụ thể theo định hướng chiến lược về phát triển cầu thủ trẻ của VFF, việc trao cơ hội cho lứa U20 là phù hợp. Dĩ nhiên lựa chọn các cầu thủ trẻ khiến tuyển Olympic Việt Nam khó có thể đảm bảo được về mặt thành tích, nhưng cả VFF và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều không xác định vấn đề này. Khuất Văn Khang cùng các đồng đội chỉ cần thi đấu hết sức, hoàn thiện mình sau từng trận đấu để trưởng thành, từ đó có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài ra ở sân chơi đẳng cấp như là ASEAN, việc được cọ sát với các đối thủ mạnh giúp tuyển Olympic Việt Nam vỡ ra nhiều thứ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng sau giải đấu ở Hàng Châu, dù kết quả có như thế nào, thì triết lý kiểm soát bóng mà ông và huấn luyện viên trưởng Philip Chuzer đang xây dựng sẽ được các cầu thủ lĩnh hội và vận hành trơn tru. Xác định ASEAN là một lớp học nâng cao, nhưng tuyển Olympic không phải đến Hàng Châu để du lịch. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Khi bóng chưa lăn, chưa thể nói trước được điều gì, bởi bóng đá trẻ thường có những biến động. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng rất mát tay với các đội tuyển trẻ và có duyên khi đối đầu với các đối thủ Tây Á. Ông thầy người Khánh Hòa chính là điểm tựa vững chắc với các cầu thủ trẻ. Không chỉ là nhà cầm quân có sự linh hoạt về sử dụng đấu pháp, chiến thuật, ông Tuấn còn là người có khả năng truyền lửa trong những thời điểm khó khăn. Không đặt mục tiêu thành tích chính là yếu tố khách quan giúp cho tuyển Olympic Việt Nam giảm áp lực để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Có tâm lý thoải mái và một chuyên gia về tâm lý, phân tích chiến thuật như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, tuyển Olympic Việt Nam sẽ trở nên đáng gờm trước các đối thủ ở ASEAN 19. Sân chơi ASEAN từng không phải đất lành với bóng đá Việt Nam, khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều sớm bị loại trong giai đoạn từ 1998 đến 2006. Phải đến ASEAN năm 2010 ở Quảng Châu, Trung Quốc, đội tuyển U23 Nam Việt Nam mới lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Henrique Calisto bất ngờ thắng U23 Bahrain ở trận gia quân. Sau đó dù thua U23 Turkmenistan và U23 Iran nhưng vẫn giành vé vào vòng 16 đội. Tại đây U23 Việt Nam không thể vượt qua U23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, nhưng đây vẫn là màn thể hiện đáng khích lệ, đánh dấu sự tiến bộ của bóng đá nam Việt Nam. 4 năm sau tại ASIAD 2014 ở Incheon, Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam gây sốc cho cả làng bóng đá châu Á khi thắng đậm U23 Iran với tỷ số 4-1. Sau đó thắng tiếp U23 Kazakhstan để lọt vào vòng 16 đội với ngôi đầu thuyết phục. Đáng tiếc là ở vòng 16 đội, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura thua đội U23 UAE 1-3 trong trận đấu phung phí nhiều cơ hội. Đến ASEAN 2018, U23 Việt Nam có cú chuyển mình ngoạn mục khi thắng nhiều đội mạnh như Nhật Bản, Bahrain, Syria và lọt tới bán kết. Đội chỉ chịu dừng bước trước U23 Hàn Quốc của siêu sao Son Heung-min và đứng hạng tư Trung cuộc. Như thường lệ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thường đi trước các đồng nghiệp nam với lần đầu tiên góp mặt ở bán kết ASEAN 2014. Đến ASEAN 2018, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Trung lại thua tiếc nuối trên chấm luân lưu trước đội Đài Loan. Hiện tại ngưỡng cửa bán kết vẫn là giới hạn tối đa của cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam ở đấu trường ASEAN. Tại ASEAN năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu có Nhật Bản Nepal và Bangladesh. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nhắm đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, đứng một trong hai vị trí đầu bảng trước khi nhắm đến vòng tứ kết. Vừa dự World Cup 2023 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam còn nhiều điểm yếu, lại đang trong giai đoạn trẻ hóa nên phải rất nỗ lực mới có thể đạt được mục tiêu. Đội tuyển Nam U23 Việt Nam rơi vào bảng khó với đương kim vô địch là Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu đầy sức nặng với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhưng với tâm thế thoải mái, nhóm cầu thủ dự kiến bao gồm nòng cốt U20 đang tiến bộ nhanh của chúng ta cũng có những lợi thế riêng. Kiến trúc sư trưởng Philip Chuzer đang muốn tạo cú hích để bóng đá Việt Nam hướng ra châu lục, thậm chí dám nhắm mục tiêu cao hơn là Olympic. Việc phù thủy trắng trao đội tuyển U23 Việt Nam cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là sự gửi gắm tín nhiệm cho nhà cầm quân từng đưa U20 Việt Nam đến với U20 World Cup năm 2017. Cuộc cách mạng của ông Chuzơ vẫn đang diễn ra cả bề rộng lẫn bề sâu, phối hợp chặt chẽ với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi trực tiếp bộ mặt và cách vận hành của đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam và U20 Việt Nam, thậm chí phủ đến những cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi như đã diễn ra ở giải U23 Đông Nam Á. ASEAN 19 ở Hàng Châu Trung Quốc sẽ là bước đệm để những tài năng trẻ lứa U20 có những trải nghiệm quý giá, trưởng thành nhanh hơn nữa để đóng vai trò ngày càng then chốt hơn trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar, cũng là vòng loại Olympic Paris 2024. Trong khi đó, như đã nói ở trên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đến ASEAN 19 với sự chuyển mình trẻ hóa, mạnh mẽ, tươi mới hơn. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định sau World Cup 2023 ở Úc và New Zealand, bóng đá nữ Việt Nam đã bắt đầu bước vào chu kỳ chuyển hóa lực lượng. Do đó tại ASEAN 19 lần này, ngoài đạt thành tích tốt ra, còn phải tìm kiếm nhân tố mới cho bóng đá nữ Việt Nam để hướng đến mục tiêu lâu dài hơn. Chúng ta sẽ vắng những gương mặt kỳ cựu như Huỳnh Như, Thùy Trang, nhưng lọt vào vòng nốc ao là trong tầm tay. Còn đi xa đến đâu thì còn tùy đối thủ. Với bóng đá nam, Đội tuyển Olympic thực tế là tập thể vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023, vắng một số gương mặt như Minh Quang vì quy định đăng ký sớm. Nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là đào tạo cầu thủ trẻ hướng tới tương lai. Nếu đúng năng lực, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng về bản chất, chúng ta sẽ xem ASIAD là bước đệm tích lũy cho vòng chung kết U23 châu Á, tranh vé dự Olympic nếu có thể và xa hơn là vòng loại World Cup 2026 rồi rộng ra đối với cả bóng đá nam lẫn nữ. Asiad là mục tiêu quá tầm, học hỏi trở thành bước đệm phát triển cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Để tranh huy chương ngay ở Asiad thì là điều chưa thể, nhưng cả hai đội tuyển nam và nữ đều có cơ hội vượt qua vòng bảng. Song song với đó là mượn đấu trường này để rèn luyện các cầu thủ trẻ cho các chiến lược dài hơi hơn. Nói một cách khác, bóng đá Việt Nam đang sẵn sàng chờ thời cơ để khẳng định sự vươn mình ở những đấu trường châu lục Như Asia.